Số 9 nhá. Nặng quá. Bộ số dưới này chỉ dùng để học tập thôi. Nên là mình không lắp răng. Răng này. Tốn răng. Chưa bài ạ, nhớ chưa đúng không? Đúng rồi, em dưới đang lên. Em cái ấy này ở bên trên mà, bên dưới này mà. Quên à? Đây này, lấy con ốc ra tháo cho mọi người xem. Xong rồi hướng dẫn cách lắm. Từ từ này. Nặng thi. Như vậy đã lắp xong bộ hộp số của máy 178 đến 188. Hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách phá và dựng lại.